Một người đàn ông 30 tuổi đến từ Oxford, Anh vừa bị tòa án London tuyên án tù chung thân sau khi người này thừa nhận đã lạm dụng tình dục khoảng 200 trẻ em tại khu vực Đông Nam Á, chủ yếu là Malaysia và Campuchia. Theo Cục Tội phạm Quốc gia Anh, trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, thủ phạm tên Hắc Lê từng tới Campuchia 2 tuần, sau đó tới Malaysia làm giáo viên dạy tiếng Anh kiêm nhà từ thiện trong một cộng đồng ở Cơ đốc giáo nghèo ở thủ đô Kuala Lumpur. Hắc Lê thừa nhận 71 tội danh bao gồm cưỡng hiếp, xâm hại trẻ em từ 6 tháng tới 12 tháng tuổi trong hơn 8 năm. Y bị bắt ở sân bay Gatwick gần London năm 2014, lúc vừa từ Malaysia trở về dự Giáng sinh cùng cha mẹ. Trong máy tính xách tay và camera của y lưu trữ hơn 20.000 ảnh khiêu dâm trẻ em, trong đó có hơn 1.000 tấm chụp ảnh y cưỡng hiếp và xâm hại trẻ em. Hắc Lê thậm chí còn kiếm tiền từ việc đăng bài khoe ảnh xâm hại trẻ em. Hắn cũng bán ảnh cho những kẻ nghiện ảnh khiêu dâm trẻ em khác để thu về Bitcoin, là một loại tiền ảo.